Ok, hello và xin tất cả các bạn, chào các bạn đến với channel quay mình ở đây. Thì hôm nay mình sẽ cùng với City Galaxy. Thì trước video sẽ các bạn nhìn xuống like xem kỹ nha. Rồi thì đợt này gọi là đợt chơi cần gì đây, thôi từ từ mở dương đây nha mà. Nhưng lời đáng tiêu qua là liền tiền không thể nào mà càng mà game mình cùng với ý chí xin tồn nên xây bu gia đi bừng đông đời. Ok đùa thôi con ơi, nào mãi nó không mở ra cái gì hay hay ta. Mời kim cương, ui á đu đào vàng rất là vip slip anh em. Được ok thôi thì hôm nay mình sẽ làm về lá mà chưa làm về anh em nhỉ. Ok gian stone, nên làm gian stone không ta, hôm nay làm giáo về giáo vàng nha anh em ơi, giáo vàng nha. Sáu xuyên áo trung quốc xe giấy của nhỏ pink chi linh, của pink chi linh tiền sử pink chi linh em ạ. Ok pink chi linh sao xe nào không cua xe giấy của nhỏ pink chi linh. Ok rồi lần này không có sở biết thần thì mình tự tạo thôi anh em. I'll take care of this. Ok đợi tí rồi, tí em ơi trái tim cất cài những lời đang tiêu qua loa liền tin không thể nên nào mà càng được ba ghế mừng cũng với ý chí xin tông đơn xây vũ gia đi ương đông đôi hai ba sống pha. Ok con ơi xe nào đợi tí con ơi. Sao thế nào trong cua sẽ xây của nhỏ pink chi linh, của pink chi linh tiền sử pink chi linh quan ạ. Ok siêu hey chi đâu đi. Oh shit. Ok con này nhưng lấy đam tiêu qua là linh tinh không thể nào mà càng bước được mà ghé mừng. Ok rồi thì nói chung thì mình đang bận thi nhiều hạ rồi thôi chết đây. Ok giáo vàng nó phải đẳng cấp ngay anh em nhỉ, giá làng nó phải đẳng cấp ngay. Sợ sao mà đỡ được, sao mà đỡ foil mà tờ gold grease foil mà tờ foil 12 đấy. Bây giờ giá vàng anh em cho nên làm giá vàng đây, làm không làm giá vàng. Sao xe nào trong cua xe xây của nhỏ pink chi linh, quê sở pink chi linh. Ok active killer void active killer in foil mortar foil mortar foil daughter. Ok active killer sở tay bờ hai đấy, bây giờ sở viên đoàn giáo vàng này rất là vip slip luôn bạn ơi. Giáo lá ui ghê gớm quá nhá, vời liệu một giáo vàng chúng ta có thể cân lại không đây. Giáo lá của nơi giáo lá mày chết mày tưởng giáo lá bốn con giáo lá một mình anh chưa hết cân luôn anh em ạ. Bốn giáo lá thì bọn hồi máu thì tuổi gì, ôi rồi ôi không em ơi, oh shit không múc máu ghê quá chạy thôi hết để xem mấy chú múc máu được như thế nào. Sao thế nào trong cua sẽ dây của nhỏ pink chi linh, của pink chi linh tiền sử pink chi linh em ạ. Ok sao là đấy sao ha làm cả hết luôn à, đấy mày lần sau chiếm nhá, lần sau chiếm nhá. Ok nhưng lời đang tiêu qua loa lên tin đúng thề đã mà càng bước được ba cái mình đấy chọc chân theo luôn anh em ạ. Hơi non giỏi ấy, thôi rút tha cho mấy anh đập cho ai một màn đúng không. Ok đi để mình xem lại đội hình của mấy anh để còn sắp xếp đội hình mình cho nó chuẩn đét tiền đẹp này anh em. Được rồi, ai là toàn giáo à? Ok bonus đi em nhớ ấy, đây là chuyến bonus của mình. Mình sẽ bonus cho nó một con kim giòn. Ok mình sẽ bonus cho nó một con kim giòn này anh em. Super Rider Xà Hùng Tư Mini Thất Thiên Bay. Ok, mình đã bonus cho nó một con gọi là kim giòn rồi, lên sư. Đấy, bonus cho nó một con kim giòn, lên đùm. Đấy, solo kill. Nhân, mày tưởng mày có kíp giòn mà anh sợ. Ok. Mày tưởng mày có kíp giòn mà anh sợ qua đâu. Nhân. Em chịu rồi.
Udah. Oke. Nào, hãy sạch. Udah. Xin nhân ý lý thì kì bà tì udah. Đấy. Sao mà đỡ được cái mình bảo udah phát là udah. Đấy, sợi ơi. Thấm ngay. Em thấy có thấm không? Sợi. Nếu là mình giảng đạo lý cho anh em có nghe thấy không? Nghe thấy rất là hay, em giảng rất là hay nhá. Đấy. Udah. Rồi, đùa thôi. Đấy. Gian leader thì cũng hơi non anh em ạ. Ok, cho 4 con này. 4 con sẽ đối đầu với con gian leader. Cho nó chiến anh em. Nhưng lấy đam tiêu qua loa lín tin. Không ổn anh em ơi, solo kiểu vậy là dở rồi. Solo kiểu này là dở rồi. Sư. Đợi đây, đợi bạn đây. Đợi à. Đợi bạn đấy anh em ơi. Ê, dài ơi. Qua đâu qua nào. Ok. Nào mình sẽ đổi bàn 101 nha các bạn, 101 nha. À 101 đâu. À 111 hay 101 ta. 111 nhở. Ờ đúng rồi bạn, 111 qua nào. Đây. Sao xe nào trong cua, xe xay. Ui dồi, Pink Chi Linh. Ui Pink Chi Linh. Tiền trừ Pink Chi Linh. Ok, lên chiến luôn anh em ơi. Nào, bàn này hình như là có Kai Rider sao anh em ạ. Sao xe nào trong cua, xe xay. Ui dồi, Pink Chi Linh. Ui Pink Chi Linh. Ok, con này lần này sẽ một chút tầm một chút có gian gọi là titan khổng lồ mà anh sợ không qua đâu. Không qua đâu con ơi, không qua đâu, không qua đâu. Không qua đâu con ạ. Ok. Không qua đâu nhá. Dễ gì sợ thật dễ giấy, dễ gì giấu giếm mà ạ. Ok. Rồi. Gold is great. Sự thật dễ dáy, dễ gì dẫu giếm. Ok. Mình cho lần này mình cho đúng 12 con anh em ạ. Mình cho đúng 12 con. Đây. À không. Không, ba em lỡ rồi, em biết gì đâu, biết gì đâu. Em biết gì đâu, biết lên mà, em biết gì đâu, biết gì đâu, biết lên mà. Thằng nào bấm nhiều thế à? Thằng nào bấm nhiều láo lắm đấy con ạ. Ờ thằng nào bấm nhiều láo lắm đấy. Sao xe nào trong cua, thế này cua nhỏ Pink Chi Linh. What's Pink Chi Linh? Sao xe nào chung của sẽ dạy của nhỏ Pink Chi Linh. Thôi cho thêm hai con nữa anh em nhá. Rồi này, binh đoàn giáo sở vàng đây. Sao mà đỡ được chứ đúng không? Ok. Ok. Lên. Đây, chấp bọn kia tí thời gian vậy thôi nhá. Rồi đấm. Nhưng lấy đam tiêu qua loa lên tên. Không thể nào mà càng mà game mất cùng với ý chí. Ok, sợi ơi em chưa. Mạnh như thế này sao mà đỡ được đúng không? Sợi. Hơi đòn em ạ. Hơi đòn. Ok. Thôi. Rồi, bọn này vẫn non lắm anh em. Ok, mình sẽ test thử nha anh em. Đây mình sẽ test thử đây nào. Cho con 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ok, 20 luôn anh em ạ. Sao xe nào trong cua, xe xe, ui dồi, Pink Chi Linh. What's a Pink Chi Linh? Ok, á, xem phê ông em ơi, ok. Thôi 20, sao mà đỡ được. Cho đông đông một tí chứ đúng không anh em nhỉ. Cho đông đông một tí chứ đúng không. Phải cho đông đông một tí chứ. Có lẽ nào, chính là nó, đấy đó. Được búp thêm mẹ một hàng super idol kìa em. Được búp thêm một hàng kìa. Sợi, thuận, đấy, gọi là này. Thuận là đường xuôi nước em ạ. Không biết đọc kiểu gì. For in mortar, for in for attitude. Ok, 2, 3,
bốn rồi, đợt này nhá, không đấu với con buồn cười nữa, đây trận này cho đấu với cả Kai Rider đấy. Nhưng người đang tiêu qua là liên tình công gây nam cam bước được mà ghé mình cung ý chí xin tốn đến xây bu già đi bừng đồng hai ba sân pha tài năng vẫn còn đấy, còn băng là còn giấy đóng góp cho tương lai sport Việt Nam. Anti thì nếu làm tiểu qua loa lên tình lên phải xong rồi cay đây đưa à, phải tới số rồi ai à, lên tay trời thì ơi ai nhở à, trời lao lắm này mà trời chơi cân bằng nhưng mà ai lại chơi bẩn thỉu đến như thế trời ơi. Hồi máu nhanh hồi nhanh lên xem nào. Đâu rồi, sấm sét đâu? Thần mặt trời. Boom! Nhưng lên đang tiêu qua đoán. Nhật không, khỏe quá anh em ơi. Thần mặt trời cũng không đủ sức để chống lại bọn quái vật này em ạ. Bọn quái vật quá khỏe. Ơi không sao, đã có thần mưa tên búp sức mạnh rồi em ạ. Sư lạc qua anh em ơi, đâu ổn rồi nhưng mà ui con là cay nó khỏe như trâu như bò như lợn như gà này, căng thẳng quá, bút bẩn bao nhiêu lâu mà vẫn không thắng được anh em ạ. Ok, bút bẩn đấy giờ mà không thắng được ván ấy đấy, đấy giờ bút bẩn mà không thắng được một ván. Ok, ôi hồi máu nhiều như thế này mà qua khó thật đấy anh em ạ. Ừ, có mấy chục con cay đơ chứ mấy. Có mấy chục con cay này đơ thôi mà căng dữ hay. Sao thế nào đâu mua dễ dày của nhỏ Binh Chi Linh. Ui sao Binh Chi Linh tiền sử. Ok mà nhơn. Không ngờ trận chiến này có thể không liền đến thế. Mình kinh nghĩ mình sẽ thắng dễ dàng nhưng không. Game bảo bất ngờ chung nhà. Tôi là quên mất còn chưa bật cái này lên đi em ạ. Ừ đấy là chưa bật này lên mà sao yếu kiểu gì. Thôi à, giờ mình có thể để cho con này tự xử được em ạ. Ok chị để cho nó tự xử nha. Giờ đấy là mình búp cho bọn cả bọn bọn giáo rất nhiều ấy nhá. Ấy mình mà không búp là xin tính bia cu. Ok sang quan được không bạn ạ? Ok liệu quan được không? Quá lẽ nào chính là nó. Sợi ơi sợi ui ghê đau cũng cung manh nhưng mà ở cung manh. Rồi sút nhận nghe chưa sợi ơi không cái này đâu lật kéo ư. Ơ ờ, đất à ơ ờ, không phải ui solo cái này đâu khó quá nha ạ. Úp phim quân búp bẩn đi em ơi, đội quân búp bẩn. Oh no khỏe dữ hay nó khỏe quá anh em ơi. Oh shit sao xe tháo trong của xe giải của nhỏ Binh Chi Linh. Ui sự Binh Chi Linh tình trừ ôi rồi con này nó khỏe quá. Oh no cái này đâu nó khỏe quá anh em ơi. Mưa tên sắp hạ được một con rồi. Mưa tên đâu rồi? Báo máu này em ơi. Búp tận răng rồi đây. Giờ còn thua nữa thì thôi. Mình chịu anh em ạ. Giờ mà còn thua nữa thì mình chịu luôn. Mình chịu con này luôn đấy. Sao xe nào trong mùa? Thế dậy bây giờ. Thắng rồi em ngay. Một lần thôi. Xin một lần nữa. Dê hạ được một con cái này đâu anh em ơi. Chắc chắn là hạ được một con cái này đâu. Sao chiến hào tung mí đất chiến áo sáo chiến hào chung cua say của dấu Binh Chi Linh. Rồi xong quả này không thắng với lại anh em ạ. Quả này không thắng với lại mình không tin là không thắng anh em ạ. Thật không thể tin được. Ok thật không thể tin được. Nhận sao mà đỡ được. Cài này được vẫn rất là non anh em ạ. Ok nó như cái lốc xe này hơi non. Mạnh nhọn này lần trước hành anh như thế nào giờ anh hành lại như thế đấy anh em ạ. Lần trước nó hành mình như nào mình hành lại nó như thế đấy luôn.
Nhìn, 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 nhìn. Đòi thắng này nè. Không quá đâu, em còn phải học bài. Không quá đâu, em còn phải học bài. Ok. Rồi xem nào. Chọn gì đây? Chọn bắn bốt đi nha mày. Là chơi bốt đi. Bốt đây rồi, bốt đây rồi. Để xem bốt làm mà được sao xem nó không vua. Đây đây, ui dồi, ping đi Linh. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đây là những con người sẽ giải cứu đất nước này anh em ạ. Sao xem nó không vua. Đây những con người có thể gọi là giải cứu được cái thế giới này rồi anh em ạ. Đấy, không ai có thể giải cứu được thế giới này ngoài 12 con người giáo vàng này ra anh em ạ. Phi phải xuống đây đấy. Mưa đa. Kẻ ngàn mặc cho ngàn bão tố phong ba, ta vượt qua không ngừng. Những lấy làm tiểu qua loa liên tình, không thể nào mà cả vượt được ba cái mươn cùng chí xin còn đến xây bu gia đi bương đồng đội em. Trời ơi, sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Thôi. Nào. Liệu 12 giáo vàng có thể ăn lại một boss không em ơi? Đây vẫn là một kỳ tích. Không minh nữa. Không minh nhớ. Ok. Không có nhớ Quang ạ. Ok. Sao xe nào trong cua? Xe dày. Ui dồi. Pink chi linh. Watch pink chi linh. Tình sự pink chi linh. Ok. Liệu đây có phải là kem không hay được gọi là pink chi linh? Ok, chúng ta cùng xem gọi là giáo chúng ta có thể làm gì không nha. Giáo vàng anh em ạ. Ok, giáo vàng con nhá. Liệu 12 anh chàng giáo vàng đẹp trai chúng ta thì có thể nào mà đánh bại được không? Đây vẫn là một ẩn số bạn ơi, bởi vì nó khó anh em ạ. Ừ, bởi vì là căn bản là muốn đánh bại con này cũng không phải dễ đâu anh em ạ. Muốn đánh bại bốt cũng không phải chuyện đùa đâu, không phải chuyện đùa đâu. Không phải. Ok, mình mong là nó nhanh nhanh một tí nha bạn. Hơi căng nhờ. Hơi lâu một chút. Sao thế nào trong cua? Đây cua nhỏ pink chi linh. Watch pink chi linh. Ui, chả lẽ 12 chàng trai của đất nước lại không thể thắng được. Bạn ơi, không, đây chỉ là 12 chàng trai gọi là có thể giải phóng được đất nước nhưng mà bị bót giá cho ra bãi nhưng mà không sao, búp bẩn thân sau và trong cái phút ngàn cân treo sợi tóc hãy đứng sung đã bật kích hoạt sức mạnh búp bẩn thân sau anh em ạ. Ok, với sức mạnh búp bẩn thân sau này thì ai thắng ai thua thì vẫn chưa biết đấy. Dạ. Order Order Empire. Ok. Nhưng sao Xăm ba mấy con này đó lắm, boss vẫn còn đó lắm. Nào 2.000 năm. Ok, nhưng mà thôi chắc click mình để kết thúc các bạn. Nếu mà đang chỉ còn like cho kính nhà. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.